Nhắc đến Nhật, các bạn sẽ nghĩ ngay đến nào là sushi, ninja, à còn geisha nữa đúng không nào? Nhưng các bạn có biết, song song ở đó còn có sự hiện hữu của nàng Oren thông minh và xinh đẹp. Vậy làm thế nào để phân biệt được geisha với Oren nếu bạn lỡ vượt thời gian quay về thời Edo? Geisha là những cô nàng được đào tạo múa, hát, chơi nhạc cụ truyền thống. Và đặc biệt là cách nói và dẫn dắt câu chuyện trong các buổi tiệc của giới thượng lưu. Và thiệt ra thì Oren cũng vậy. Một Oren cũng cần phải học cầm kỳ thi họa, bình thơ, trà đạo, cắm hoa, thi pháp và cả kiến thức uyên thâm để có thể trò chuyện với khách là những người quyền thế, chức cao, vọng trọng. Vậy khác nhau ở chỗ nào nhỉ? Thật ra là có đấy. Nếu geisha chỉ bán nghệ, chuyên phục vụ tại các tiệm trà thì Oren lại là những kỹ nữ cao cấp thường hoạt động tại các khu đèn đỏ Yakkaku. Cách phân biệt giữa geisha và Oren dễ dàng nhất chính là bằng trang phục của họ. Hãy nhìn vào nàng geisha xinh đẹp này, trang phục thật đơn giản và tao nhã. Họ đội tóc giả và sử dụng trâm cài các loại hoa đặc trưng của từng tháng để điểm trang cho mái tóc, thần thái như một người nghệ sĩ thực thụ. Còn về phần Oren, để phô trương vị thế, trang phục của cô thường rất sặc sỡ và hào nhoáng. Không giống như kimono bình thường, obi của Oren sẽ nằm ở phía trước thay vì phía sau. Tôi cũng đổ tóc giả như geisha, nhưng tóc của Oren lại được trang trí với rất nhiều trâm cài quý giá. Tổng cân nặng có thể lên đến 7kg lận đấy. Geisha thường sẽ mang những đôi guốc thấp và thoải mái, đặc biệt là họ đều mang vớ chân. Còn Oren thì chịu chơi hơn hẳn khi mang một đôi Komageta cao gần 20cm cùng với đôi chân trần. Thật khó để có thể lướt đi nhẹ nhàng khi phải mang trên người bộ trang phục nặng gần 27kg. Và đó cũng là lý do tại sao cô ấy cần một bờ vai của chàng trai để được hỗ trợ khi cô ấy bước đi. Lý do để khiến Oren nổi bật hơn hẳn các Yozu chính là không phải ai muốn tiếp cận cô nàng cũng được đâu. Cho dù là người quyền thế giàu có, nhưng không có cái gật đầu từ Oren thì cũng chẳng có cách nào mà gặp được nàng. Nhưng một khi đã trở thành khách quý, vị khách đó sẽ được tiếp đón long trọng bằng buổi diễu hành Oren. Vì có nhiều điều khá giống với geisha, nên nhiều người đã ví Oren như một phiên bản lỗi của geisha. Tuy nhiên, Oren là Oren, geisha là geisha. Mỗi bên đều thuộc một lĩnh vực riêng và họ không được phép cạnh tranh lẫn nhau. Vậy bạn đã có thể phân biệt đâu là geisha, đâu là Oren chưa nào? Ngày nay, Oren không còn tồn tại trong xã hội Nhật Bản nữa vì đây là hoạt động không hợp pháp. Tuy nhiên, các bạn vẫn có thể xem được Oren tại lễ hội Nhật Bản Future Pen được tổ chức hàng năm tại thành phố Hồ Chí Minh hay tại công viên Edo Wonderland. Mỗi ngày đều có cuộc diễu hành Oren tổ chức cho khách tham quan. Nếu các bạn cảm thấy thích video này thì đừng quên bấm like, share và subscribe cho Kilala nhé.